Làng trong phố, tập 16, bị đánh ghen tơi bời, Nhung vẫn chơi chẹn đến tận cổng nhà gặp Sơn. Bị vợ Sơn đánh ghen và cắt hợp đồng thuê nhà, Nhung tức tối đến tận cổng nhà để gặp Sơn, nhưng không ngờ gặp cả vợ Sơn. Sau khi bị vợ Sơn đến tận chung cư đánh ghen, rồi bị khóa thẻ ngân hàng, Nhung, Phương Anh đến tận nhà Sơn, Sơn Tùng để gặp Sơn hỏi cho ra nhẽ. Hôm đó em nhìn thấy xe anh đỗ ở bên ngoài, tại sao anh lại để chị ta làm chuyện đó với em? Nhung chất vấn người tình, nhưng Sơn vẫn chối hoàn toàn không biết gì. Còn chuyện chiếc thẻ ngân hàng bị khóa, Nhung cũng muốn Sơn phải giải thích. Khóa thẻ, cắt hợp đồng nhà, anh định cắt đứt mối quan hệ phải không? Nhung tức giận với Sơn, anh ăn xong chùi mép kiểu khốn nạn như thế à? Sơn thể chuyện này anh hoàn toàn bất ngờ, không biết gì. Còn chuyện chiếc thẻ anh sẽ giải quyết xong. Sơn liên tục giục Nhung lên xe, vì cả hai đôi co ngoài cổng nhà như thế này khiến Sơn rất lo sợ vợ và hàng xóm nhìn thấy. Tuy nhiên, khi Sơn vừa thuyết phục được Nhung nhưng chưa kịp lên xe, vợ của Sơn đã bước ra, có chuyện gì thế? Giữa vợ và Nhung, Sơn sẽ giải quyết như thế nào?